Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồ Vlog nha. Thì cả nhà, thì hôm nay thì mình cũng có một cái tâm sự thì cũng kính gửi đến quý cô chú anh chị và toàn thể quý mạnh thường quân. Thì trong cái thời gian qua thì cái nhà của Nguyên Đồ cũng đang xây dựng cả nhà. Nhưng mà hiện giờ thì Nguyên Đồ cũng đang bị thiếu hụt kinh phí đó. Thì thời gian trước thì mình cũng có dành dụm trong vòng cũng khoảng 2-3 năm thì mình cũng dành dụm được số tiền. Thì mình cứ nghĩ là các cái xây cái căn nhà lên thì tầm khoảng chừng 150 triệu thôi. Thì mình cũng đã dành dụm được khoảng đó. Nhưng mà trong khi mình làm, quá trình mình làm cả nhà thì cái này nó đẻ cái này cái kia. Thì trong quá trình đó thì mình cũng hơi bị eo hẹp kinh tế, như là thiếu kinh phí. Thì hôm nay mình làm cái clip này, mình muốn quay lên cái khu vực cái nhà mình cho toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn xem nha. Bây giờ xin mời cả nhà theo mình nha. Là mình cầm qua tay mình quay nó cũng hơi lắc đó nha. Đây, hiện giờ cái nhà mình đang thi công đến đây cả nhà. Thì mới lập được cái máy toa nở bên trên thôi. Thì hiện bây giờ thì mình chưa có lập được cái máy toa nở mà trước. Thì mình cũng đang bị thiếu kinh phí trả tiền cho thợ, cho nên thợ họ tạm ngưng. Ở khi nào mà mình thanh toán cho họ thì họ sẽ làm tiếp đó nha. Thì ở phía trước thì mình cũng lót gạch lên được đây lên tới đây là 1m8, nhưng mà cũng chỉ mới lót được bao nhiêu thôi. À, gạch thì có bao nhiêu, chắc có lẽ thì lót hết số gạch này xong cái khu vực cái phòng khách này. Thì ở bên trên thì mình cũng đã lợp tôn xong rồi. Đây là phòng ngủ nữa cả nhà. Phòng ngủ này thì nó 3m2. Thì những cái dàn giáo này kia thì họ vẫn còn để đây, tại vì hiện bây giờ mình chưa có thanh toán lương cho họ, cho nên họ tạm ngưng. Thì cái căn nhà lúc trước đó, mình với lại mẹ mình đang sinh sống ở bên kia cái, thì người ta đã lấy lại rồi. Thì hiện bây giờ mẹ mình cũng đang sống ở nhà của Tú luôn. Thì đầu tiên dự định của mình thì tính là coi như là tới cuối năm nay, mình dành dụm cuối năm nay đủ tiền đó, thì mình mới làm. Nhưng mà ngặt một cái là chủ đất bên kia người ta lấy lại trong cái thời gian sớm, cho nên mình buộc mình phải làm luôn. Thì hiện bây giờ thì còn cái khu vực này ở ngoài sau nhà. Đây mình để mình quay bình hông cho nhà xem. Đây là bình hông nhà mình. Thì nói chung thì mình cũng lúc trước mình cũng có nói với cái nhà rồi, thì cũng trong cái thời gian đó mình đang khổ, thì cũng không có tiền nhiều, cho nên mình mua cái miếng đất này là vừa trả góp mà miếng đất thì cũng vừa rẻ nữa cả nhà, nên sát địa điểm. Thì ok cả nhà, thì từ sớm giờ thì mình cũng quay cái bên trong cái khu vực căn nhà của mình một đoạn cho cả nhà cùng xem rồi.
Hiện bây giờ thì mình đang rất là cần sự chung tay giúp sức ủng hộ của toàn thể quý mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có yêu quý Nguyên Rơm, muốn giúp đỡ cho Nguyên Rơm, ủng hộ Nguyên Rơm để hoàn thiện được căn nhà mơ ước của mình, thì một chút thì Nguyên Rơm sẽ để cái số điện thoại của Nguyên Rơm ở bên dưới. Thì nếu quý cô chú nào muốn giúp đỡ cho Nguyên Rơm thì hãy liên hệ trực tiếp với Nguyên Rơm nha. Thì đến đây thì Nguyên Rơm xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một ngày hạnh phúc nha. Chào nha.